đầu tiên cho em hỏi anh tên gì? Ờ, anh tên là Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh. Gần như là chương trình đã bắt cóc anh Tuấn Anh ra đây để làm quen với bạn Tú Uyên. Bạn Tú Uyên có một mong muốn là quan trọng nhất đối với người con trai của bạn là bạn được đứng từ phía sau để cảm nhận cái bờ vai. Anh có đồng ý để bạn Uyên ôm anh từ phía sau mà? Ok. Dạ. Yeah. Ok. Uyên. Đấy cưng, thử coi cảm giác làm sao. Qua đây quá chị. Qua đây. À, anh quay lưng lại, sorry. À, đúng rồi, anh quay qua phải với mẹ. Rồi. Đó. Của em hết á. À, em rờ thôi được không? Tùy cảm nhận, tùy em cảm nhận. Ok. Rồi, em rờ thôi nha. Ê, rồi vậy thấy cái gì? Và nhân vật nữ chính của tôi đây rồi. Chào em. Chào chị. Xinh quá. À, em thì em thích tham gia các công tác xã hội. Em rất là thích kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Em là một người rất thích mơ mộng và mơ rất nhiều. Cụ thể một chút xíu ha. Em thì em thích người lớn hơn em khoảng 4-5 tuổi. Vẫn muốn là bạn trai của em sẽ có thu nhập ổn định. Nói chung là em sẽ không mơ cao quá, chỉ khoảng 8 triệu là được. Một tháng. Vậy hồi xưa giờ có quen ai chưa? Hồi đó em có quen nhưng mà là tính ra là lâu lắm rồi chị. Tại vì là mối tình thời học sinh á, tính ra là hồi năm lớp 8, lớp 9. Em nghĩ là nếu bây giờ em sẽ đi tìm thì em sẽ đi tìm một bạn khoảng từ 17. Ok, 17 rồi. Thích tóc gọn gàng. À, gọn gàng là được. Em rất thích mấy bạn có bề ngoài nhìn chỉnh chu. Nhìn một người đàn ông thì điểm nào em thấy là khiến cho em hấp dẫn nhất? Mùi hương chị. Hương thơm hả? Dạ. Em chỉ thích mấy kiểu mùi hương nghe mình thấy thoáng và nó nam tính. Nhưng mà đó là nước hoa hay là mùi hương cơ thể tự nhiên, mùi mồ hôi? Em không biết nữa, thường thì em thích đứng gần mấy bạn có hương thơm như vậy. Kể cho chị nghe, em có sở thích gì thầm kín? Em thích kiểu đứng đằng sau mấy bạn á. Đứng đằng sau mấy bạn nam á, tại vì thường những bạn nam cao á, nhìn cái hơi biến thái nha chị, nhưng mà nhìn cái tấm lưng của bạn nhìn rất là kiểu như là rất là ngầu luôn á. Thích nhìn ở đằng sau nhìn tấm lưng. Dạ. Chứ không có nhìn ở dưới cái lưng hả? Hả? Nhưng mà em thích nhìn tấm lưng hơn. À. Mà thật sự thì cái đó em có thích là phải đầy đặn không hay là không quan trọng? Cái ở dưới cái lưng của em. Em nghĩ là không quan trọng. Em thích nhìn đứng đằng sau nhìn thôi hay là thích em mình nhỏ bé mình đu lên? Em thích đằng sau lưng. Ừ. Em ôm bạn và bạn cũng ôm em. Sau khi trò chuyện thì chị cũng nắm được tình hình rồi. Bây giờ sẽ là lúc mà hai chị em mình quyết tâm lên đường tìm kiếm chàng trai trong mơ. Ghi âm hoặc là quay lại một cái điểm mạnh nào đó nhất của em để giới thiệu. Thì em nghĩ là mình muốn giới thiệu cho họ cái gì đầu tiên? Em nghĩ là em muốn giới thiệu giọng nói của mình. Giọng nói. Ừ. Bạn hối tiếc vì không nắm lấy một cơ hội nào đó. Chẳng có ai phải mất ngủ. Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn cam kết, người ta chẳng hề bận lòng. Bạn có chết màu nơi xó tường với những ước mơ dang dở. Đó không phải là việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn. Nên hãy làm theo những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống. Và hãy tìm mình nhé. Thí xã đây chưa? Đây là để tia ha. Thấy men quay phim không? Cần á thì đó, bấm nút quay nè. Đó là phải bấm cái nút này. Nó có chữ red hiện lên là quay được máy ảnh. Xong rồi zoom vô. Đó, thấy mấy anh quay phim đẹp trai chưa? Zoom nhiều quá. Nhưng mà thôi, đó, không xài được. Hiểu không? Không xài được. Rồi bên cạnh, bên tay trái của em là có cái bộ đàm là em nói chuyện với chị. À, em ra lệnh nha chị. Bây giờ thì trước mắt hai chị em mình đi tìm trước. Dạ. Nha, sau lưng đi. Ok chị. Đi. Hả, được không? Nhóm đó được không? Ê, nhóm đó mình đi chơi mô tô đó. Mấy chiếc mô tô dựng đây nè. Đó. Nè, mấy chiếc mô tô dựng đây là... Nè, nè, ê, lộ quá. Ra sau đúng rồi, em thấy kỳ. Đúng rồi. Đó, zoom vô. Đúng rồi, bé zoom là bé giữ luôn. Bé zoom là giữ. Rồi, xích qua trái xíu. Ôi, lộ không chị? Còn đứt quá. Cái bạn này chứ còn nhỏ.
Dạ đúng rồi, con học trung học. Bye bye luôn. Em nghĩ sao nếu hàng đêm đi ra đây kiếm cho chị? Đồ có chị. Nếu mà chị rập. Ê, ê, chị. Ê, ê. Happy birthday chung. Ôi từ từ, bên ngoài trắng áo đen, trắng áo đen, trắng áo đen. Không thích hả? Rồi anh đi luôn rồi. Anh thích hả? Thích không? Thích không? Đâu, thích đâu. Thì chặn, thích thì chặn. Nhưng hai anh là của nhau á chị. Hai anh là của nhau. Hai anh đi nhanh quá à. Cũng không ai độc thân ra đường hết hả? Chị, mấy anh trong này. Được không? Sao, thích mấy anh bán điện thoại không? Ai ta? Chị không biết tìm ai đâu. Sợ người ta đang đi làm, tao không chịu á. Phí. Ê, hồi nay tiêu anh kia đi. Quán cà phê. Hay mấy chú lớn. Chưa, biết đâu trong mấy chú có một anh. Đó. Quá, đó, đeo mắt kiếm. Lớn rồi. Ê, đó, áo cam. Thế đâu? Từ. Em thích anh áo đen này thôi. Thích anh áo đen, thiệt không? Thích anh áo đen hả? Nè, áo đen. Áo đen mà. Áo đen ở trong á. À, chứ không phải áo đen tóc ngắn gọn gàng hồi nãy em nói đó hả? Không phải, áo đen trong đây nè. Rồi, đeo mắt kính đúng không? Dạ đúng rồi. Sao nãy cô kêu cô thích tóc gọn gàng? Thì tóc gọn gàng mà. Gọn gàng là cái anh đằng trước á, anh để đầu đinh. Ủa anh này không thấy gọn gàng, em thấy gọn gàng mà ta. Gọn gàng à? Đó, anh nhìn ra. Ủa em không thấy rõ. Ủa gì? Anh nhìn ra cái nữa đi. Anh ơi. Trời ơi, được chị. Ủa vậy? Thích tóc gọn gàng. Em rất thích mấy bạn có bề ngoài nhìn chỉnh chu. Mùi hương chị. Được rồi. Thử cơ hội lần một không? Mà anh có ngồi với bạn gái không ta? Không. Ngồi với một nhóm, có một anh ngồi sau lưng một cô này. Đó. Chứ là hai chị gái vậy? Được. Tại vì không ngồi kế người con gái nào là được rồi. Thử nha. Thử rồi đầu tiên nha. Dạ. Trời ơi, thật ra là em phái chị đi vô đó chị cũng ngại lắm đi. Đúng không? Thiệt. Đông đàn ông lắm luôn, nhưng mà thôi vì em. Dạ hello anh. À, em đang quay một chương trình truyền hình. Thì em muốn hỏi là anh có thời gian để tham gia chương trình này khoảng 15 phút được không? Đúng rồi, kế chị đó. Rồi, chị biết rồi. Chị mời anh kế bên anh em rảnh hơn đó. Sao vậy? Anh không thích hả? Tại vì em muốn mời đích danh anh mà. Dạ. À dạ, vậy mọi người là bạn thân của anh hả? Dạ anh có bạn gái chưa? Bạn gái hả? Dạ em chào chị. Thứ nhất là để anh đổi chỗ cho em cho nói chuyện. Dạ không, dạ được rồi em chỉ vô hỏi tình hình thôi à. Chị là bạn gái của anh hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao hai người ngồi xa vậy? Tại không có cái chỗ này để ngồi gần đó chị. Dạ em vô hỏi tình hình vậy thôi. Chúc các anh chị là có một buổi chủ nhật thiệt là vui vẻ. Dạ. Tình hình vậy thôi. Dạ, tại vì nếu như mà anh còn độc thân thì em mời em ra chơi. Nhưng mà em biết có chị rồi. Thôi được rồi. Em xin lỗi làm phiền nhóm mình nha. Dạ, bye bye. Trời ơi, muốn đội quần luôn á. Thôi đi chị. Nhục ghê luôn. Đó, vậy các anh chị ơi, có nghĩa là hỏi chúng ngay cô đó luôn. Các anh chị ơi, anh này anh có bạn gái chưa? Ơ rồi em. Ê nè. Vậy bây giờ mình rút kinh nghiệm mình đi hỏi trước. Thôi kệ đi, tình huống nào cũng xảy ra được mà. Nha. Vậy mà vẫn chấp thuận cho ảnh đi. Tại vì không có biết là chương trình mai mối. À. Tưởng chương trình chơi chúng trò chơi gì ai biết. Còn hai cơ hội đó. Cô bé nói chung là không quan tâm đến cơ hội đầu. Nói chung là mình tiếp tục đúng không? Còn hai cơ hội luôn mà chị. Đúng, đi. Đi mà view quá. Không thấy đâu. Chị nói rõ không? Chị chưa biết. Ai biết gu em sao, gu em khác hẳn gu chị mà. Bình thường chị chọn được dùm cho nhân vật.
còn em khác lắm. Thiệt. Mùi hương cơ thể tự nhiên. Em thích đứng gần mấy bạn có thơm thơm như vậy. Biến thái. Em thích ôm sau lưng. Em ôm bạn và bạn cũng ôm em. Đó rồi. Đi, đi tiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa có gì. Thì kiểu đó em muốn tự nhiên. Bên kia có một người đang lựa sách kìa. Áo trắng nè. Chút bi rồi. Đừng quên kì. Đừng quên kì. Chuyện hay vậy đúng không? Nhưng mà lúc đi, lúc đi. Vô đây, lúc vô đây kìa. Đứng quay, đứng quay. Nghe chị ơi. Hai anh đều thích hả? Chứ là có hai anh luôn rồi. Em không thấy được đường trước đâu. Anh ơi. Anh ơi, bên đây cũng có sách nè. Anh ấy đi rồi. Anh kia đi vô trong. Anh áo đen không thích đúng không? Dạ không. Cái tấm lưng này là không thích. Thích không? Mà em nghĩ là anh sợ anh này không thích tham gia á chị. Mà cũng nghĩ là nhiều khi anh có gia đình rồi. Đúng không? Nhưng mà em có phải mọi người em thích không? Mọi người em thích kiểu thời thời như vậy á. Nhưng mà em thấy giống có gia đình rồi. Sao? Chim sợ đậu cành mềm hả? Mới bị có một lần làm gì sợ dữ vậy á. Nếu người ta có bồ rồi thì người ta đâu có đi lang thang ở đây mình. Chơi nha, chơi nha. Nó xanh lợp đúng không? Ok, đi. Rồi núp đi, núp đi. Núp ra sau cái cây đĩa. Chúng ta đi. Dạ bạn ơi. Anh ơi, làm việc anh xíu được không? Sao? Em đang tham gia một chương trình truyền hình. Em mời anh dành ra khoảng 15-20 phút tham gia cùng với em. Tại giờ em đi liền đó chị. Bây giờ đi liền hả? Dạ. Đi cùng với bạn hả? Không, em đi liền, em đi xong rồi. Dạ, vậy không chịu chơi. Mà dù không biết là chương trình gì. Không, tại bây giờ em xem em đi liền. Tại vì 8 giờ nó khóa xe, nó không cho lấy xe. 8 giờ không cho lấy xe, nửa tiếng nữa. Cái này 15 phút, không thích đúng không? Không thích thiệt đúng không? Đúng không? Dạ, không làm phiền. Dạ rồi, không cần thuyết phục. Lỡ mất một cái gì đó rất là tuyệt vời ra một món quà cực kỳ lớn. Thôi. Không quan tâm. Hỏi thêm kêu câu nữa thôi. Bạn có bạn trai xin lỗi. Bạn có người yêu chưa? Chưa. Vậy bây giờ có một món quà rất lớn dành cho bạn mà bạn không thích. Cơ hội thoát ế. Không, mình không cần thoát ế. Không cần. Ok. Một người ra đi vội vã. Bạn từ cho cô phụ à? Không nha, không phải là người ta từ chối em mà người ta từ chối chương trình, hiểu không? Có nghĩa là chuyện hết chưa, nãy em cũng nghĩ là một là có gia đình, hai là ngại anh ấy chưa có người yêu, nhưng mà anh ấy không có nghĩa là chưa biết tới em luôn. Wow, hai cơ hội. Wow. Nãy mình bỏ qua một nơi rất là phí, một nơi mà có rất là nhiều đối tượng tiềm năng, em nhớ không? Cái phố hồi nãy mình đi ngay chỗ mấy quán nước luôn chị. Sao thích mấy anh bán điện thoại không? Ai ta giờ không biết tìm ai luôn, sợ người ta đang đi làm ta không chịu á. Phí mà bên kia kìa, mấy cái anh đang làm việc mặc áo màu cam cam vàng vàng á. Dạ, chỗ mình đứng rồi, cái chỗ đúng không, bán điện thoại đó. Em cũng thấy nhiều nhưng mà có lộ không chị? Tại phải là mình đứng ngay đó luôn. Thì giờ còn cái gì nữa đâu. Dùng. Vứt bỏ. Ok. Nè, mất hai lần rồi. Còn lần nữa là hai chị em mình tạm biệt nhau. Ok. Đi. Rồi. Ồ, nó chưa. Nãy tại vì mình đứng đây nè. Núp đâu giờ? Đây nè, núp. Dùng. Từ từ lướt qua, ló ra chứ. Đó. À, nhỏ xíu rồi. Anh này nè chị. Đen nè. Đó. Anh để tóc phủ phủ nè. Đó. Cười dễ thương á. Mặt cơ hội thứ ba rồi đó. Bây giờ giày đi Uyên. Nếu mà chị vô đó mà anh đó không chịu thì chị phá lệ luôn. Chị hỏi một anh nào khác ở trong đó. Đúng rồi. Chịu không vậy? Chương trình chịu. Chương trình chịu thì em chịu hả? Chị vậy hả? Em bảo
em coi như là anh đó không chịu thì anh nào khác cũng được luôn. Ý là em thì thoải mái. Em thoải mái đúng không? Tóc đen sụ xuống hả? Thôi tôi hỏi hết trong đó cho em ha. Cái như vậy á, nhìn kiểu như mình lật lọng quá, cái người ta không thích. À, 8 triệu, em sợ vậy. Dạ, em gọi điện thoại. Dạ. Dạ, em hỏi anh có đồng ý tham gia vào chương trình. Cái chương trình này chương trình gì hả? Chương trình gì hả? Chị ơi, cho anh nghe đoạn voice của em nha chị. Đây là một cái đoạn ghi âm của một bạn nữ. Bạn muốn làm quen với anh. Anh nghe để coi anh có cảm thấy được là đồng điệu hay không, được không ạ? À, vậy có nghĩa là nghe trước. Nghe thôi, không? Nghe thôi. Nghe trước, còn nếu không không thì thôi. Không thì thôi, đúng không? Dạ. Okay. Dạ. Bạn hối tiếc vì không nắm lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ. Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn cam kết, người ta chẳng hề bằng lòng. Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở. Đó không phải là việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn. Nên hãy làm theo những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống. Và hãy tìm mình nhé. Nói chung á thì nghe bạn đọc á thì nghe rất là ngọt ngào, cái này cảm xúc. Nhưng mà hiện tại là nếu mà kêu đi làm á là mình đi ra ngoài kiếm là mình bị cho nghỉ việc luôn. Vậy cho em nói chuyện một hai câu với ảnh đi. Ờ, bạn vẫn xin nói chuyện một hai câu với ảnh. Với anh. Ok. Được. Dạ anh. Em chào anh. Ok, anh chào em. Không biết là anh có muốn ra gặp mặt với em không? Hiện tại thì do là anh đang làm việc á, cho nên là nếu mà được thì mình có thể gặp mặt nhanh nhất có thể. Nó hơi vội một xíu nhưng mà tại vì do yếu tố công việc. Dạ rồi, bây giờ em đứng ngoài cửa rồi, anh ra ngoài cửa đi nha. Rồi, ok. Dạ, mình nói cho anh. Ok. Rồi, dạ mời anh ở đây, đợi chuẩn bị. Ơi, à, đây là cái cửa. Chỉnh kính giùm anh, không là anh bay vô kính luôn. Từ anh ơi, em xin lỗi. Ok, dạ. Đây, có cái thềm nhớ chị giùm anh chỗ đầu. Quay phải, rồi đứng yên. Dạ đây rồi, à, anh thấy người ta chưa, anh chạm thấy người ta chưa? Không chạm luôn. Vậy? Không thấy. Ừ. Không thấy để chạm. Bây giờ nha, đầu tiên cho em hỏi anh tên gì? Anh tên là Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh. Gần như là chương trình đã bắt cóc anh Tuấn Anh ra đây để làm quen với bạn Tú Uyên. Bạn Tú Uyên có một mong muốn là quan trọng nhất đối với người con trai của bạn là bạn được đứng từ phía sau để cảm nhận cái bờ vai. Anh có đồng ý để bạn Uyên ôm anh từ phía sau mà? Ok. Dạ. Ok. Uyên. Đấy cưng, thử coi cảm giác như sao. Qua đây. À, anh quay lưng lại, sorry. À, đúng rồi, anh quay qua phải với mẹ. Rồi. Đó. Của em hết á. À, em rờ thôi được không? Tùy em cảm nhận. Ok. Rồi em rờ thôi nha. Ê, rồi vậy thấy cái gì? Rồi vậy cảm được cái gì? Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được. Hết mình đi. Vậy hả? Hết mình là sao? Nè thì em biết rồi. Thấy được không? Thấy ổn không? Cái bờ vai này ổn không? Sao nói? Kiểu rất là to vững chắc đó chị. Dạ ok. Cảm ơn em. Ra đây. Ngược lại em cũng rất muốn được ôm từ phía sau đúng không? Hả? Anh muốn thử không? Hả? Nam nữ lúc đầu có ổn không? Cảm giác thôi mà anh. Anh nếu anh không đồng ý thì em không ép nha. Em sợ người ta nói MC dài lắm. Tại vì đây là mong muốn của bạn. Nếu mà là mong muốn của bạn á thì bạn nữ đó đang đứng trước mặt của anh đúng không? Đây. Không, khoan, bạn nữ đang đứng trước mặt của anh đúng không? Dạ, bên trái anh. Em ơi, nếu mà có gì thì em đừng giận anh nha. Anh nói trước, em đồng ý thì anh mới có thể theo được. Vậy em đồng ý. Rồi đó, quay lưng lại, lùi lại một bước,
Rồi, không gian này là của hai bạn nha. Rồi, anh xin phép nha. Được chưa ha? Ủa không, người ta xong cái kêu được chưa ha? Sao ngại dữ vậy? Rồi được rồi, mời hai bạn mở mắt ra. À, chào em. Ngại quá, chưa bao giờ mà camera chỉ với người vậy. Hello em. Dạ. Anh nghe mọi người nói thì cũng mới biết em lần đầu. Dạ. Dạ. Em cũng mới biết anh lần đầu. Anh, em cho anh xin hỏi là em tên gì hả? Dạ em tên Uyên. Uyên. Dạ. À, tên đẹp. Cảm ơn anh. Người đẹp tên cũng đẹp. Anh tên là Tuấn Anh. Thì lúc nãy làm thì có biết tới chương trình này thì không biết là Uyên đã có chuẩn bị trước chưa hay là cũng là bất ngờ giống như anh? Dạ không, em cũng bất ngờ lắm á, tại vì hồi nãy giờ tụi em cũng đi tìm. À. Đi tìm và sau đó thì tìm được anh. À rồi. Nghe nghe cái hồi hộp quá, tìm được anh nha. Anh xin lỗi nha, tại vì em dễ thương quá, anh cũng hơi ngợp. Đưa thêm về mình đi rồi, người ta công việc sao? Thôi để anh chủ động trước ha. Em hiện tại là có đang đi làm hay là đang đi học? À em đang là sinh viên năm 3. À em là sinh viên năm 3. Em là trường nào? Trường đại học Văn Lang. À trường học Văn Lang hả? Ở trường đó nghe nói toàn là nữ sinh không mà giờ mới thấy. À, đúng là thiệt. Cảm ơn hả? Anh làm ở đây hả anh? Đúng rồi, anh làm ở chỗ này. Bây giờ công việc của anh thì nó theo ca cho nên là khó có bạn gái. Tới giờ vẫn chưa có bạn gái. Thì không biết thì em có ngại về vấn đề đó không ha? Em thì em đã chấp nhận tham gia rồi thì em cũng không ngại lắm. À. Không biết năm nay anh bao nhiêu tuổi? Anh hơi già, anh sinh năm 93. Năm nay em sinh năm nhiều hả? Em sinh năm 99. À 99 hả? Ngày đầu 93 cũng hợp 99 á. Rồi, hiện tại là em vừa đi học vừa đi làm hay sao, hay là đi làm hả? À, chứ em đi thực tập. À, đi thực tập. Vừa nghỉ không? Anh học đại học nào? Anh rất là dội luôn. Nên là thể hiện mình có cái gì nói cho anh nghe liền, đừng có ngại. Bỏ qua cái ngại đi em. Anh rất là dội, tôi quay lại liền. Nên cố lên. Ừ. Cho anh hỏi cái này nha. Em là nhân viên của chương trình. Em là người tham gia. À vậy hả? Rồi ok. Thì tại vì quản lý của anh cũng cho thời gian ngắn thì phải quay lại làm việc. Thì không biết là để bây giờ mà để có thể tiếp tục cái việc làm quen cũng như cái mối quan hệ này. Thấy em lúc đầu anh cũng thấy em dễ thương. Thì anh cũng thích mỗi bạn gái dễ thương như em. Thì không biết làm sao mà để mình có thể duy trì tiếp cái cuộc nói chuyện này cho những lần sau nữa. Anh cứ điện thoại đi. Ok, rồi. Tình hình hôm nay rất là tình hình. Tại vì Trinh đã bắt cóc anh ra. Và biết được anh rất là bận. Hứa với quản lý của anh là chỉ lấy của anh 5 phút, 10 phút thôi. Là nãy giờ anh đứng ở phía trong, anh còn nói là em ơi, thế giờ ra cái xin số điện thoại mai mốt nói chuyện được hay không? Không, làm quen trước rồi xong rồi mới xin số điện thoại đó. Xin số điện thoại liền thì nó hơi dạ hơi ảo. Thôi em truyền đạt sai, xin lỗi. Không sao. Thì bây giờ sau những cái phút giây rất là vội nhưng mà cũng đủ để chúng ta biết được sơ sơ với nhau. Và đây sẽ là 5 giây quyết định. Anh và bạn có mong muốn là tiếp tục giữ contact của nhau để làm quen về sau hay không? Thì bây giờ mời hai người. Còn thêm một cái nữa. Đối với Uyên, cái điều rất là quan trọng đó là mùi hương của người con trai. Anh, em được biết anh làm việc ở đây một ngày rồi đúng không ạ? Sáng giờ. Đúng rồi, hôm nay làm full. Cái, nên mùi hương cơ thể đây là rất là tự nhiên của anh đúng không? Nói chung là anh cũng thích mùi hương cho nên là với lại làm trong môi trường máy lạnh thì chắc cũng có thơm, cái đúng gì không? Không có gì kinh khủng xảy ra đó. Đó, thử đi cưng. Không, hồi nãy em thử thôi. Thử, hồi nãy thử rồi. Em vô tình nghe được cái mùi nó tự nhiên lắm chị. Tự nhiên là ổn hay không ổn? Thích rồi, người ta nói được. Dạ vậy bây giờ. Cảm ơn em. Dạ bây giờ xin mời anh và bạn Huyên quay lưng lại với nhau ạ. Quay lưng lại với nhau. Trên tay của Miko bây giờ sẽ xuất hiện một món tính vật và Miko sẽ đếm trong 5 tiếng đếm. Xin mời cả hai hãy suy nghĩ là mình có muốn tiếp tục hẹn hò và tìm hiểu với nhau hay không. Nếu ai đồng ý, hãy lấy món tính vật đó trên tay của Miko.
và ngỏ lời với người còn lại. Người còn lại sẽ là người quyết định đồng ý hay không. Rất đơn giản đúng không ạ? Thế nên bây giờ là 5 tiếng đếm. Ai hay hai bạn có thể nhắm mắt lại. 5 4 3 2 1. Các ai muốn chủ động không ạ? À, anh con trai với anh chủ động đi. Rồi em mời anh. Ok. Rồi. À, xử rồi nha. Ok. À, rồi anh mong là cái món quà này á thì có thể là cầu nối để duy trì cho những lần hẹn gặp sau nữa. Anh muốn tìm hiểu thêm có thể là lúc đầu là mình có thể là hẹn hò ăn uống, hay là mùa này chắc không đi coi phim đâu. Chắc hẹn hò ăn uống rồi đi dạo. Không biết em có đồng ý không? Đồng ý. À, rồi anh cảm ơn em rất nhiều. À, anh chào, tặng cái này cho em. Dạ, cảm ơn anh. MC xinh đẹp ơi. Dạ, dạ rồi, yeah, em đồng ý đúng không? Thì Hương đi. Cái gì? Bây giờ xin giải thích một tí xíu nha. Đây sẽ là một cái hành động, sau khi mà giữ tín vật của nhau rồi sẽ là một cái hành động để đánh dấu chặng đường phía trước là nghiêm túc, chứ không phải là một chương trình truyền hình rồi sau khi mà cắt máy quay là hai bạn ốp sống, đúng không? Vậy thì có thể nắm tay xong rồi hôn ở trán, ở má, ở đâu đó mà em đồng ý. Yeah. Rồi, mời anh. Nắm tay đi. Ngại gì Nếu vậy thì tại anh không biết là em có bị khó chịu lúc đầu không, thì nếu mà... Ừ, nếu khó chịu thì thôi. Không, em nghĩ là bình thường nắm tay được không? Không gái được không? Thôi thì chắc là tôn trọng bạn nữ thì chắc chỉ nên nắm tay thôi. Dạ. Rồi. Cái gì bắt tay á trời, nắm tay. À rồi, rồi, ok. Ôi, còn ngượng quá ha. Mình duy trì trạng thái này trong bao nhiêu lâu? Đúng rồi, đúng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tưởng như hết hy vọng rồi, nhưng mà cuối cùng Uyên đã tâm sự với Miko là sao em xui quá vậy. Nhưng mà không ngờ là một cuộc nói chuyện chớp nhoáng rất nhanh, không có sự chuẩn bị trước, cũng đã dẫn đến một cái nắm tay với anh Tuấn Anh ở đây. Hy vọng là anh Tuấn Anh bỏ qua cho chương trình đã làm phiền anh với một món quà thật sự rất lớn này. À, không sao. Cảm nhận của anh bây giờ sao ạ? Khá hồi hộp. Vẫn còn hồi hộp luôn? Rất là hồi hộp. Tại cứ duy trì vậy là hồi tiên nhắc nghĩ ra ngoài luôn. Anh có vui không ạ? À, vui chứ. Còn cảm xúc của em giờ sao? Cảm xúc của em bây giờ sao? Sao mà em hết nghe được chị rồi? Em rất là vui. Hết nghe rồi chị ơi. Rồi. Em rất là vui. Nhưng mà tìm cái cơ hội thứ ba của mình cũng đã tìm được. Rồi. Ok, yeah. Và thành công của cặp đôi cũng sẽ là thành công của chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Xin hẹn quý khán giả đến với chương trình vào những số sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Vẫy tay mọi người ơi. Cho anh xin em thường sử dụng Viber hay Facebook hả? Dạ Facebook. Facebook đúng không? Cho anh xin Facebook của em nha. À, dạ, ok.